Suốt nhiều thập kỷ vừa qua thì Trung Quốc đã tăng tốc nền kinh tế bằng cách đẩy mạnh công, thương nghiệp, đầu tư cho các nhà máy, các tòa nhà chọc trời và đường xá tại các đô thị lớn. Mô hình này thì đã tạo ra sức tăng trưởng chóng mặt, biến Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là công xưởng sản xuất của toàn cầu. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì Trung Quốc lại đang đối mặt với những rào cản chưa từng có. Trung Quốc hiện nay thì đang có chỉ số giá tiêu dùng CPI ở mức 0% lần đầu tiên sau đại dịch Covid năm 2019, báo hiệu nền kinh tế đang có xu hướng giảm phát và dẫn đến suy giảm kinh tế. Vậy tại sao Trung Quốc lại giảm phát và giảm phát thì sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Hãy cùng Irene tìm hiểu trong số bổ não ngày hôm nay nhé! Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu giảm phát là gì? Theo định nghĩa thì giảm phát là tình trạng mức giá chung của nền kinh tế giảm xuống liên tục. Giảm phát thì do đó trái ngược với lạm phát. Cũng có thể nói là giảm phát chính là lạm phát với tỷ lệ mang giá trị âm. Ví dụ thì bình thường anh em sẽ phải trả 60.000 đồng cho một tô phở. Tuy nhiên nếu như giảm phát xảy ra thì một tô phở giờ sẽ chỉ có giá khoảng 30.000 đồng. Vậy thì với 60.000 đồng anh em đã có thể mua đến 2 tô phở, nghe khá là hời đúng không nào? Xét trên khía cạnh tài chính tiền tệ thì khi giảm phát xảy ra, đồng tiền nội tệ của quốc gia đó sẽ có giá trị hơn. Ví dụ thì bình thường chúng ta sẽ phải bỏ ra khoảng 23 cho đến 24.000 đồng để mua một đồng USD. Nếu giảm phát xảy ra thì có thể chúng ta sẽ chỉ phải trả 20.000 đồng cho một USD mà thôi. Tuy nhiên nếu chỉ nói đến vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng giảm phát là một điều tích cực vì nó sẽ giúp cho người tiêu dùng có thể mua hàng hóa rẻ hơn. Thế nhưng đối với nền kinh tế thì giảm phát lại có nhiều tác động tiêu cực hơn là tích cực, và với các nhà kinh tế học thì giảm phát còn có thể coi như là một cơn ác mộng đối với nền kinh tế. Vậy tại sao giảm phát lại đáng sợ? Như đã nói ở trên thì giảm phát ở trong ngắn hạn sẽ giúp chúng ta có thể mua hàng hóa ở mức rẻ hơn hoặc là mua được nhiều hàng hóa hơn, từ đó sẽ kích cầu trong ngắn hạn. Thế nhưng về dài hạn, khi mà chúng ta đã mua được một số lượng hàng hóa cần thiết rồi và đã mua được với giá rẻ thì chúng ta sẽ làm gì? Đúng, chúng ta sẽ giảm bớt mua sắm tiêu dùng lại hoặc là chờ đến khi giá rẻ hơn nữa. Bên cạnh đó thì việc đồng nội tệ tăng giá trị thì cũng khiến cho nhiều người muốn giữ tiền mặt hơn là tiêu xài hay là tiết kiệm và hạn chế trì hoãn tiêu dùng. Từ đó thì sẽ gây ra những vấn đề khá là nghiêm trọng như: đầu tiên đó chính là tỷ lệ thất nghiệp sẽ gia tăng. Anh em có thể tưởng tượng khi mà người tiêu dùng chúng ta giảm sức mua thì các doanh nghiệp sẽ phải làm gì? Chắc chắn là họ sẽ phải tung ra các đợt khuyến mãi và giảm giá hàng hóa để khuyến khích chúng ta mua hàng. Đối với các ngành sản xuất mà nói thì việc giảm giá hàng hóa quá nhiều thì sẽ khiến cho doanh thu của các công ty bị sụt giảm, dẫn đến họ sẽ mất động lực sản xuất. Dần dần thì khi các công ty này không còn đủ dòng tiền để duy trì chi phí của công ty nữa thì điều tất yếu xảy ra là họ sẽ phải cắt giảm chi phí bằng việc là giảm lương nhân viên và cắt giảm lao động. Những lao động bị mất việc làm thì chắc chắn là sẽ có xu hướng cắt giảm chi tiêu, tiếp tục khiến cho nguồn cầu bị giảm. Và khi nguồn cầu giảm mà nguồn cung vẫn giữ nguyên thì các doanh nghiệp sẽ phải tiếp tục giảm giá hàng hóa. Và khi đó, chuyện này sẽ liên tục xảy ra như một vòng lặp, khiến cho tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Thứ hai là nợ sẽ tăng lên. Trong thời kỳ giảm phát thì các doanh nghiệp đi vay thực tế thì sẽ phải trả một khoản nợ cao hơn so với số tiền ban đầu họ đi vay, vì thực tế lúc này thì giá trị của đồng tiền đã tăng lên. Thứ ba là giá của cổ phiếu sẽ giảm. Trong dài hạn thì giảm phát sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp, kéo theo lợi nhuận sụt giảm. Điều này thì sẽ tác động trực tiếp vào giá cổ phiếu ở trên thị trường, kéo theo thị trường cổ phiếu sẽ giảm. Và cuối cùng là mất cân bằng cán cân xuất nhập khẩu. Khi mà nền kinh tế ghi nhận giảm phát thì giá của đồng nội tệ sẽ mạnh hơn so với các đồng tiền khác, khiến cho hàng hóa ở trên thế giới trở nên rẻ hơn và dẫn đến xu hướng là người tiêu dùng sẽ thích mua hàng ngoại hơn vì mua được với giá rẻ hơn. Ngược lại, nếu như các quốc gia khác muốn đầu tư hay là mua hàng thì phải quy đổi ngoại tệ sang nội tệ với tỷ giá cao hơn, khiến cho nhu cầu hay là vốn đầu tư nước ngoài gặp nhiều rào cản hơn. Cán cân xuất nhập khẩu khi đó thì sẽ chuyển thành nhập siêu, vừa khiến hàng hóa trong nước mất lợi thế mà vừa dẫn đến việc chảy ngoại tệ ra bên ngoài. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng giảm phát kéo dài thì có khá nhiều tác động tiêu cực đến nguồn cầu của thị trường và dẫn đến suy giảm nền kinh tế của một quốc gia. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề giảm phát của Trung Quốc và cùng xem vấn đề giảm phát của Trung Quốc có đáng lo ngại hay không. Trong tháng 5 năm 2023 thì Trung Quốc ghi nhận lạm phát giá tiêu dùng ở mức 0,2%. Tuy nhiên, sang đến tháng 6 thì lạm phát đã xuống đến mức 0%, ngưỡng thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Theo tờ Fortune thì lạm phát ở Trung Quốc suy giảm chủ yếu là do giá năng lượng và thịt heo đi xuống,
Tuy nhiên, lạm phát lõi tháng 6, tức là lạm phát không kể giá năng lượng và thực phẩm của nước này, lại giảm 0,1% so với một năm trước. Các nhà phân tích của Nomura thì viết trong lưu ý vào ngày 10 tháng 7 rằng dữ liệu trên thì cho thấy nhu cầu đối với các mặt hàng cơ bản của nước này đang khá yếu. Nomura thì cũng dự đoán lạm phát của Trung Quốc sẽ tiếp tục hạ thấp trong tháng tới xuống còn âm 0,5%, tức là nước này đang rơi vào giảm phát. Chỉ số giá tiêu dùng PPI tháng 6 của Trung Quốc cũng sụt 5,4% so với năm trước, mạnh hơn mức giảm 4,6% của tháng 5. Đây là mức giảm mạnh nhất của giá tiêu dùng trong hơn 7 năm vừa qua. Theo các nhà phân tích của Nomura thì số liệu trên cho thấy sự sụt giảm rõ rệt của giá vật liệu thô và nhu cầu suy yếu của các nhà sản xuất Trung Quốc. Trong kịch bản là nền kinh tế Trung Quốc rơi vào suy thoái thì theo tờ Euromonitor, nền kinh tế toàn cầu có thể chứng kiến mức tăng trưởng chậm hơn 0,1 cho đến 0,5 điểm phần trăm trong giai đoạn 2023-2024 so với kịch bản cơ sở và tệ hơn là suy thoái kinh tế trên diện rộng. Vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Trung Quốc lại giảm phát? Thứ nhất thì Trung Quốc đã và đang trải qua một cuộc chiến tranh thương mại tầm cỡ với Mỹ trước khi lâm vào suy thoái. Kể từ khi cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ bắt đầu thì nền kinh tế 18.000 tỷ của Trung Quốc đã gặp nhiều khó khăn trong các lĩnh vực khác nhau. Dữ liệu cuối tháng 6 năm 2023 thì đã cho thấy hoạt động sản xuất bị thu hẹp khá nhiều, xuất khẩu thì cũng bị giảm sút. Những nỗ lực của Mỹ nhằm chặn đứng Trung Quốc khỏi nguồn cung chất bán dẫn tiên tiến và các công nghệ khác đã làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Tổng nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc thì đã giảm 6,7% so với 5 tháng đầu của năm 2023. Với việc bị hạn chế xuất khẩu cũng như ngành công nghiệp bị cản trở thì việc phục hồi nền kinh tế của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng lớn. Thứ hai là về cách chính phủ đưa ra các chính sách kinh tế để đối mặt với khủng hoảng. Sau khi các hạn chế Covid-19 được dỡ bỏ thì người dân Trung Quốc đã quay trở lại với các trung tâm mua sắm và tiêu dùng trên toàn quốc. Tuy nhiên thì các gói kích thích kinh tế của Trung Quốc lại tiết kiệm hơn nhiều so với phương Tây. Từ khi Covid-19 bùng nổ cho đến nay thì Trung Quốc chỉ bung ra 2.400 tỷ nhân dân tệ, tương đương với gần 300 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu phân bổ cho xây dựng cơ sở hạ tầng, giảm trực tiếp vào tiền lương cho người lao động và thuế cho doanh nghiệp. Trong khi đó thì cơn đại khủng hoảng bất động sản đầu năm 2022 vẫn chưa tiêu hóa hết dư chấn tiêu cực của nó. Kể từ cuộc khủng hoảng nợ của Evergrande bắt đầu từ hồi tháng 6 năm nay thì ít nhất đã có 11 công ty bất động sản khác của Trung Quốc đã vỡ nợ trái phiếu. Ngành bất động sản yếu ớt và tỷ lệ thất nghiệp cao trong giới trẻ cùng khối nợ kỷ lục của các chính quyền địa phương lên đến 35.000 tỷ USD thì đã đè nặng lên tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và khiến cho giá tiêu dùng bị chững lại. Thậm chí là ngay trước khi diễn ra suy thoái thì Trung Quốc đã tiến hành các cuộc đàn áp với một số lĩnh vực quan trọng, bắt đầu bằng việc giới hạn về đòn bẩy của các công ty bất động sản, tài chính và sau đó là cả các nền tảng thương mại điện tử, chẳng hạn như là Ant Group của tỷ phú Jack Ma. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể thấy một vấn đề lớn nữa của Trung Quốc, đó chính là về nhân khẩu học. Theo các chuyên gia thì dân số Trung Quốc đã đạt đỉnh vào năm 2022 và đang có xu hướng giảm. Liên Hợp Quốc thì dự báo rằng dân số của Trung Quốc sẽ giảm từ mức đỉnh là 1,4 tỷ dân vào năm 2022 xuống còn 1,3 tỷ dân vào năm 2050 và xuống dưới mức 800 triệu dân vào năm 2100. Giảm dân số thì sẽ dẫn đến việc suy giảm nhu cầu tiêu dùng. Trung Quốc thì trước giờ vẫn tự hào vào thị trường 1,4 tỷ dân sẽ tạo ra nhu cầu khổng lồ cho các sản phẩm nội địa và cả các sản phẩm từ nước ngoài. Dân số dù giảm thì sẽ làm giảm tiềm năng này và ảnh hưởng rất lớn đến tăng trưởng kinh tế khi mà tiêu dùng nội địa thì chiếm tới hơn 40% GDP của nước này. Vậy, việc giảm phát của Trung Quốc thì sẽ tác động như thế nào đến Việt Nam? Trung Quốc trước giờ thì là thị trường chủ đạo của Việt Nam. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như là thủy hải sản, cà phê, hồ tiêu của nước ta thì giảm cả khối lượng lẫn giá trị trong thời gian Trung Quốc bị giảm phát. Trong khi đó thì hệ sinh thái nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu sang Mỹ, EU thì có thể đón cơn gió nghịch. Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguyên nhiên vật liệu tại thị trường Trung Quốc, nếu như nước này điều chỉnh tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ thì thị trường xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ lập tức bị ảnh hưởng. Bài học này thì đã từng xảy ra vào hồi năm 2016 khi mà Trung Quốc hạ giá đồng nhân dân tệ khiến cho Việt Nam phải hạ đồng Việt Nam đồng để ứng phó theo. Viễn cảnh này thì có nguy cơ có thể tái diễn trong thời gian tới bởi khi nguồn cầu trong nước của Trung Quốc bị sụt giảm mạnh thì quốc gia này có thể giảm giá đồng nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu. Hơn nữa thì các nhà sản xuất lớn tại Trung Quốc thì đang trong thời kỳ ngủ đông trên ưu điểm giá sản xuất thấp, chắc chắn thì sẽ trỗi dậy trong tương lai gần, tạo ra dòng hàng hóa giá rẻ để xâm nhập vào các thị trường trong khu vực. Khi đó thì hàng hóa Việt Nam sẽ phải đối mặt với một áp lực cạnh tranh khốc liệt. Lịch sử này thì đã từng xảy ra rất nhiều lần trước đây.
Vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về giảm phát và nguyên nhân khiến Trung Quốc lâm vào tình trạng giảm phát như hiện nay. Có thể thấy thì giảm phát không chỉ là một vấn đề kinh tế mà còn là một thách thức cho chính trị và xã hội của Trung Quốc. Nếu không được giải quyết kịp thời thì giảm phát sẽ có khả năng gây ra những hậu quả tiêu cực như là suy thoái kinh tế, thất nghiệp, bất ổn và mất niềm tin ở phía người dân. Còn anh em thì sao? Anh em nghĩ gì về vấn đề này? Hãy cùng đưa ra suy nghĩ của anh em để cùng bàn luận thêm ở phía bên dưới phần comment nhé. Và nếu như anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe qua 68TV. Hẹn gặp anh em trong những video sau. Bye!